cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con bắt đầu ngày mới trong niềm hy vọng và những tin tức tốt lành. Thanh nặng và phản tỉnh là những thái độ được sinh ra từ trái tim và chuẩn bị dọn lòng đón nhận sự phục sinh của Chúa Giêsu. Trong thế giới ngày nay vẫn tồn tại sự thiếu công bằng với những kiểu cách khác nhau. Con hồi tưởng lại việc Chúa Giêsu bị kết án tử hình và chấp nhận thân phận một cách tự nguyện vì tình yêu đối với loài người. Con xin dâng ngày sống cùng với sự chờ đợi, lời nguyện và việc làm để cầu xin cho các quyền căn bản của con người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Chúng ta được mời gọi để có hy vọng trong thế giới đang mất đi sự can đảm. Chúng ta được mời gọi đem tình yêu cùng niềm tôn trọng đến với tha nhân. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắn nhủ rằng quyền hy vọng mời gọi chúng ta đến với một niềm hy vọng đích thực. Sống trong niềm hy vọng là điều đến từ Thiên Chúa. Sự chờ đợi phục sinh lấp đầy trái tim chúng ta với niềm hy vọng và dẫn đưa sự chờ đợi ấy trở nên một nguồn hy vọng cho những kẻ yếu và bị tổn thương. Con phục vụ họ bằng cách nào? Làm cách nào con có thể mang hy vọng đến với những ai chưa cảm nhận được? Con nhận ra sứ mạng của mình là trao gửi hy vọng đến tha nhân bằng cách nào? Con đổi mới những lời nguyện xin của mình. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Khi màn đêm dần buông, con hòa vào chính mình và cảm tạ Chúa vì mọi điều con trải qua hôm nay. Những kinh nghiệm đều giúp con trưởng thành hơn bằng cách này hay cách khác. Liệu con có cộng tác cùng Chúa Giêsu trong sứ mạng của lòng thương xót hay không? Con có để tâm đến những ai đang cần con hay chưa? Như lời Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắn nhủ, nhiều người đang chứng minh về tình yêu thương của nhân loại và Thiên Chúa với những người thân cận, cống hiến cho những ai bệnh tật và đặt sức khỏe của mình ở tình thế nguy hiểm. Họ được gọi là những anh hùng. Con xin lỗi vì những điều con làm khi con chưa biết yêu thương và xin dâng lời quyết tâm vào ngày mai. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.